À, xin chào các bạn hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mở file word à, không cho phép chỉnh sửa nghĩa là cái file word đó các bạn chỉ được xem nhưng mà các bạn không được xóa không được sao chép dữ liệu thì ví dụ như mình có một cái file word như thế này thì cái file word này mình chỉ được xem mình muốn chọn để sao chép thì cũng không được như vậy thì cái cách xử lý như thế nào? Trước tiên, các bạn sẽ vào trong mục là file hoặc là các bạn nhấn phím F12. Sau đó các bạn chọn là save as. Thì mình sẽ lưu ở ngoài màn hình desktop. Mình sẽ đặt tên. Sau đó ở trong cái phần à, mở rộng á thì sẽ chọn là Single File Web page. Như vậy mình sẽ lưu ở ngoài màn hình desktop. Mình chọn là lưu. Tiếp tục. Tiếp theo là mình sẽ click chuột phải vào trong cái file này. Sau đó chọn là Open with. Chọn tiếp là các bạn chọn là mở bằng ứng dụng khác. Thì lúc này mình sẽ sử dụng cái chương trình là WordPad để mình mở cái file này. Sau đó chọn là OK. Thì nó sẽ ra cái đoạn mã các bạn sẽ nhấn Ctrl F để tìm kiếm. Các bạn sẽ gõ cái chữ là password. Sau đó là nhấn Next. Như vậy ở cái dòng là Android Test Password. Các bạn sẽ chọn vào trong cái password này. Các bạn xóa đi. Sau đó là sẽ lưu lại. Giờ mình sẽ đóng file này lại. Lúc này mình sẽ đích chuột phải vào trong cái file và mình sẽ chọn là open with. Chọn là Word. Sau đó mình sẽ vào trong cái mục là review vào trong cái mục là register editing. Mình sẽ chọn là stop protection. Rồi bây giờ mình sẽ lưu lại. Lúc này mình có thể copy nè. Hoặc là xóa mình sẽ dán qua một cái file khác đó như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách mở file Word đã bị tắt cái chức năng là sao chép nếu bạn thấy video hữu ích thì hãy nhấn nút like, share cũng như là đăng ký kênh à, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.